từ lâu đã trở thành lẽ sống, phương châm sống và khẩu hiệu hành động của Đảng ta, dân tộc ta. Câu nói này đã được nhạc sĩ Đoàn Bổng đưa vào ca khúc Bài ca Mặt trận Tổ quốc và đã trở thành ca khúc truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngay sau đây, những lời hát hào hùng ấy sẽ đến với chúng ta qua phần thể hiện của quốc ca đến từ câu lạc bộ văn nghệ của dân phố Đường Năm. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.